Cuộc sống có thật nhiều việc không như ý, nhưng đôi khi lại là do chúng ta quá nóng vội. Nếu như có thể thay đổi góc nhìn đi một chút, có thể hòa hoãn lại một chút, thì sự tình cũng không tệ như chúng ta vẫn nghĩ. Hãy tin rằng tất cả đều là những an bài tốt nhất. Một du khách đi đến bờ sông thì thấy một bà lão đang lo lắng vì không biết làm thế nào để vượt qua bờ bên kia. Thấy vậy, vị khách dùng hết sức mình mà giúp bà lão vượt qua sông. Cuối cùng, bà lão cũng qua được sông an toàn, nhưng bà chẳng nói gì cả mà vội vàng rời đi. Người du khách này rất hối hận khi đã đưa bà lão qua sông. Anh cho rằng mình thật là ngốc, cố hết sức để đưa bà qua sông thật vô nghĩa. Có hai chữ cảm ơn mà bà cũng chẳng nói ra được. Nào ngờ đâu, chỉ vài tiếng sau, chính ngay lúc anh đã kiệt sức đến mức không nhấc nổi chân lên được nữa, thì bỗng nhiên có một chàng trai trẻ đi tới và nói rằng: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ bà của tôi. Bà tôi dặn mang đến những thứ này, nói rằng anh sẽ có chỗ dùng đến." Nói xong, chàng trai lấy ra lương khô cùng một con ngựa đưa cho vị du khách. Đừng vội vàng mong chờ được báo đáp. Có đôi khi bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Cũng như việc bạn hét to vào một hang động lớn thì cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể nghe được giọng của mình vọng lại. Cũng nói, cuộc sống sẽ luôn có câu trả lời cho bạn, nhưng mọi thứ sẽ không hiện ra cho bạn thấy ngay lập tức. Kỳ thực, năm tháng như một cây đại thụ sum suê tùm, mà sinh mệnh con người chỉ là một chú chim nhỏ bay ra bay vào. Nếu một ngày kia bạn gặp phải phong ba bão táp của cuộc đời, tâm bạn không thể chịu thêm được nữa, vậy thì hãy chờ đợi. Phải biết rằng cây đại thụ này chính là nơi chắn gió của bạn, tạo ra khí xuân tươi mát, giúp làm dịu tâm hồn của bạn, bảo vệ bạn trước những sóng gió của cuộc đời. Chỉ là bạn phải nỗ lực cố gắng hơn nữa và hãy kiên nhẫn hơn nữa với cuộc sống này. Báo đáp không nhất định là xuất hiện ngay khi bạn vừa mới cho đi. Chỉ cần bạn nhẫn nại chờ đợi thêm một chút, cuộc sống tốt đẹp luôn đến một cách tự nhiên. Khi bạn gặp nghịch cảnh, cảm thấy mọi thứ không suôn sẻ, tình yêu, công việc, sự nghiệp, lý tưởng đều trở thành bọt nước vỡ tan, tâm tình tuyệt vọng, lúc này sao bạn không thử thay đổi góc nhìn của mình đi một chút và hãy tự nói với bản thân rằng tất cả đều là an bài tốt nhất, trong họa tất có phúc, tương lai nhất định sẽ tốt hơn mà, đúng không? Cũng như câu chuyện nhỏ ở phía trên đã nói rõ cho chúng ta một đạo lý, khi chúng ta gặp chuyện không vừa ý, nên biết rằng đây nhất định là một an bài tốt nhất rồi, không cần phải chán nản, không nên uể oải, lại càng không được chỉ nhìn thời điểm hiện tại. Hãy nhìn xa hơn một chút, mở rộng tầm mắt trong cuộc sống, không nên oán hận, lại càng không nên oán trời trách đất. Hãy luôn luôn lạc quan, nỗ lực, phải tin rằng trời không tuyệt đường người. Kỳ thực, nếu chúng ta thử suy nghĩ cẩn thận về mọi việc trong cuộc sống, chúng ta cũng có thể nhận ra mọi thứ đều có an bài tốt nhất. Khi ai đó bên cạnh bạn cũng gặp bế tắc trong cuộc sống, ví như người ấy rơi vào tâm trạng suy sụp, đau khổ, tính khí thất thường hoặc những hành vi dị thường được sinh ra do áp lực cuộc sống, hãy kể cho người ấy nghe câu chuyện này. Biết đâu có thể là một liều thuốc tốt giúp chữa lành tâm lý cho người đó. Cho nên, chúng ta hãy cảm ơn tất cả những gặp gỡ trong đời. Tất cả đều là những an bài tốt nhất. Nó giúp chúng ta trưởng thành hơn và nhận ra rằng cuộc sống này cũng đầy thi vị và đáng sống. Chỉ là chúng ta hãy thay đổi góc nhìn, hòa hoãn một chút. Những điều tốt đẹp vẫn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước.